Rất vui lại quay lại với chương trình ẩm thực của do chính mình làm. Đó là ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái món gọi là heo rừng nấu giả cầy. Còn đây là như các bạn đang thấy trên màn hình, đó là nguyên vật liệu. Đây là củ viền nha các bạn. Viền. Rồi trong cái món này thì phải có mắm ruốc, mắm tôm. Đó, mắm tôm thì nói chung là mắm tôm này không được ngon lắm, nhưng không có thì vẫn phải mua. Rồi các bạn thấy thêm nữa nè, là có bột ngũ vị hương, rồi bột cà ri, có bột cà ri nữa. Rồi đây là cái chân giò trước của heo rừng, giò trước nè. Rồi kế bên các bạn thấy đó là thịt, đây là cái chân giò nha các bạn. Còn phía bên kia thì nó là một cái ít heo rừng, thịt heo rừng. Phần heo rừng mà đã cắt ra rồi, nếu các bạn lựa những cái nấu giả cầy thì các bạn nên mở mỡ một xíu. Đây là còn đường nha các bạn. Ở trong này thì người ta bán đường màu vàng, thường thường thì nó sẽ có cái đường cục màu đen. Còn đây thì như các bạn thấy thêm nữa là xả, ớt nè, xả nè, rồi có thêm ớt. Củ sa tế, tôm, các bạn cho một ít để tạo màu và tạo độ cay cho cái món ăn của mình. Vâng, bây giờ mình bắt đầu đi rửa nguyên vật liệu nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ rửa củ liền, và tới đó thì mình sẽ rửa heo, và nhớ là phải ngâm muối thịt heo nha các bạn. Cho dù các bạn có mua hay là mua chợ hay là đem ở ngoài quê vào thì các bạn vẫn phải ngâm muối. Rửa thật là sạch nhé. Sau khi rửa thì sạch thì chúng ta vớt ra cái đổ nhựa để cho thịt nó khô ráo. Các bạn nhớ là phải làm gì thì làm, nhưng mà phải rửa cho thịt nó sạch để cho cái miếng thịt nó ngon hơn, và bao nhiêu chất bụi bẩn hay là bao nhiêu chất tạo nạc phía trong nó cũng giảm bớt đi được một phần nào nha các bạn. Theo thì chúng ta bắt đầu đi vào sắc và băm nhuyễn củ liền. Nếu thực sự ra mà ở nơi nào mà có cái khối hoặc cái chày nào lớn thì giả nhuyễn riền ra thì nó sẽ ngon hơn. Còn đây thì mình lại không có cái để mà giả cho nó nhuyễn, nên mình phải bắt buộc mình phải băm, nên nó cũng không có được thấm nhiều lắm nha các bạn.
ta cho tất cả các nguyên vật liệu vào mà nguyên vật liệu đã để sẵn từ ban đầu á, thì bắt đầu chúng ta cho bỏ sẵn vào cái chảo để mà đảo đều lên. Đảo càng lâu thì càng tốt, thì như vậy thì chúng sẽ thấm được hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ như là xả ớt rồi củ riềng vào và chúng ta tiếp tục đảo.
Cocktail thì các bạn không thể thiếu cái nguyên liệu đó là chai Coca-Cola. Thường thì mình sẽ nấu hết một cái chai này nha các bạn. Và việc đầu tiên thì mình sẽ đổ nó vào và để ướp gia vị trong một thời gian phút thì khoảng 15 phút trên bếp, để ướp ra một cái lửa nhỏ thôi. Và sau này các bạn cứ thêm khi mà nước rồi các bạn thêm hết Coca vào thôi nha các bạn.